Kính chào quý vị và các bạn đang đón xem chương trình Cao Bằng Ngày Mới của Đài Phát Thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 25 tháng 8 năm 2024. Ngay sau đây chương trình xin được bắt đầu với phần tin tức trong tỉnh đáng chú ý. Trong 2 ngày 22 và 23 tháng 8, đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đến kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch, phục vụ hội nghị quốc tế lần thứ 8 của Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO, khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2024, tại Trung tâm Y tế hai huyện Nguyên Bình và Quảng Hòa. Qua kiểm tra giám sát tại hai đơn vị, đã xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác phòng chống dịch, công tác y tế, phục vụ hội nghị, như phương án xử lý tình huống khi xảy ra dịch bệnh trong thời gian diễn ra hội nghị, thành lập đội đáp ứng nhanh, phân công lịch trực phòng chống dịch 24/24 giờ trong thời gian diễn ra hội nghị, thành lập đội cấp cứu lưu động, chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị, thuốc, thiết yếu, phương tiện, đáp ứng kịp thời yêu cầu cấp cứu, khám chữa bệnh, xử lý môi trường khi có dịch xảy ra, chỉ đạo trạm y tế xã thị trấn đảm bảo sẵn sàng xử lý các tình huống, đảm bảo phương châm 4 tại chỗ. Đoàn công tác đề nghị hai đơn vị kiểm tra rà soát lại các máy phun xử lý môi trường, tăng cường công tác kiểm tra giám sát đảm bảo cho công tác y tế, công tác phòng chống dịch tại các trạm y tế xã thuộc các điểm của Công viên Địa chất Toàn cầu, đẩy mạnh chú trọng hơn nữa công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các nhà hàng khách sạn trên địa bàn quản lý. Huyện ủy Quảng Hòa tổ chức cuộc họp ban chỉ đạo triển khai thực hiện nghiên cứu, biên soạn và xuất bản lịch sử Đảng bộ các xã, thị trấn giai đoạn 2021-2025. Thực hiện đề án số 02 của tỉnh ủy, đến thời điểm hiện nay, toàn huyện Quảng Hòa đã hoàn thành việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản và tổ chức lễ công bố phát hành hai cuốn lịch sử Đảng bộ xã Chí Thảo và xã Phúc Sen năm 1930-2020, phối hợp với đơn vị tư vấn khoa lịch sử Đảng, Học viện Chính trị khu vực 1 Hà Nội tổ chức một hội nghị bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn trực tiếp về công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ cho các đồng chí thành viên ban chỉ đạo, tổ sưu tầm, khai thác tư liệu nghiên cứu, biên soạn và xuất bản lịch sử Đảng bộ cấp xã thị trấn. Tổng kinh phí các xã thị trấn huy động thực hiện được hơn 1 tỷ đồng. Thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo đôn đốc việc nghiên cứu, biên soạn và xuất bản lịch sử Đảng bộ các xã thị trấn nhanh chóng, hiệu quả, chất lượng để bổ sung thêm tài liệu cho công tác tuyên truyền lịch sử Đảng đến cán bộ đảng viên và nhân dân, tập trung chỉ đạo khai thác tư liệu, nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn lịch sử Đảng bộ của các xã thị trấn trong năm 2024 theo lộ trình kế hoạch đã đề ra. Trên địa bàn thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, từ ngày 23 tháng 8, mưa lớn cục bộ từ 9 giờ sáng đến đêm và sáng ngày 24 tháng 8, với lượng mưa đo được trên 200mm đã gây sạt lở đất, ngập úng, lụt cục bộ. Cụ thể, lượng mưa đo được tập trung tại Nà Giàng 129,6mm, Mạ Ba 127,2mm, thị trấn Xuân Hòa 189mm. Các nơi khác đều có lượng mưa từ 40 đến 90mm đã gây sạt lở đất và một số nhà dân phải di rời khẩn cấp, nước ngập vào nhiều nhà dân trên địa bàn thị trấn với mực nước gần 1m. Tại đường Hồ Chí Minh từ Hà Quảng ra thành phố ngập sâu trên 0,5m, khiến giao thông bị ách tắc nhiều giờ, tuyến đường xã Tổng Cọt bị sạt lở, gây cản trở giao thông, hàng trăm hecta ngô lúa, hoa màu của nhân dân bị ngập úng hư hại. Với phương châm 4 tại chỗ, Ban chỉ đạo phòng chống bão lũ của huyện đã chỉ đạo các cơ quan thường trực địa phương đến giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình bị nạn, thu dọn, vận chuyển đồ đạc, thiết bị gia đình ra khỏi vùng sạt lở và ngập lụt, hỗ trợ người dân khi tham gia giao thông. Huyện chỉ đạo các xã thị trấn và người dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến bão lũ để chủ động phòng tránh. Chủ động có biện pháp sẵn sàng tổ chức di rời sơ tán khẩn cấp người dân ở khu vực thấp trũng, ven sông suối, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt đến nơi an toàn. Thông báo cho các chủ lồng bè, chủ đầu tư có công trình đang xây dựng ven sông, suối, biết thông tin về mưa lũ để chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, lồng bè, phương tiện, thiết bị và công trình. Bố trí lực lượng kiểm soát túc trực để hướng dẫn giao thông, nhất là qua các cầu ngầm tràn khu vực ngập nước sâu chảy xiết và triển khai phương án phòng chống lũ, bảo đảm an toàn theo cấp báo động, duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. Ngày 24 tháng 8, khối thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp tổ chức giải Pickleball chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống các cơ quan hành chính nhà nước 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2024. Giải đấu thu hút trên 50 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến từ 7 cơ quan gồm
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban dân tộc và các sở nội vụ, ngoại vụ, tài chính, kế hoạch và đầu tư. Nội dung thi đấu gồm đôi lãnh đạo, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Với hình thức thi đấu vòng tròn tính điểm, các trận bóng diễn ra sôi nổi, kịch tính, lôi cuốn, sự quan tâm theo dõi của khán giả. Qua tổ chức giải tăng cường thêm tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi, nâng cao kỹ thuật, chiến thuật và sự phối hợp đồng đội trong thi đấu thể thao của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan đơn vị. Đây cũng là dịp để rèn luyện sức khỏe, tạo động lực, hăng hái thi đua, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh, toàn diện. Thưa quý vị, để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, Cục Hải quan Cao Bằng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm chuyên nghiệp hóa các khâu nghiệp vụ, giảm tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ và doanh nghiệp, vừa tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, vừa đảm bảo nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan trong tình hình mới. Với quyết tâm xây dựng đơn vị hiện đại, Cục Hải quan Cao Bằng đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về hải quan. Bước đầu đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc đơn giản hóa thủ tục hải quan, nâng cao hiệu quả công tác. Hàng năm, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng thông quan trung bình hàng nghìn tờ khai xuất nhập khẩu hàng hóa cho hơn 254 doanh nghiệp. Năm 2024, Chi cục được Cục Hải quan Cao Bằng giao chỉ tiêu thu ngân sách 445 tỷ đồng, chiếm trên 89% chỉ tiêu thu của toàn cục. Xác định thu ngân sách là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu nên ngay từ những ngày đầu của năm 2024, lãnh đạo chi cục đã quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức toàn đơn vị triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng này. Để giải quyết khối lượng công việc lớn, chi cục đã thúc đẩy chuyển đổi số bằng ứng dụng các phần mềm chuyển từ quản lý thủ công sang số hóa như hệ thống giám sát, khai báo điện tử, hóa đơn điện tử, thanh toán điện tử, phân luồng. Căn cứ thực tế địa bàn quản lý, chi cục luôn chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp. Thực hiện công tác cải cách hiện đại hóa của ngành thì đơn vị chúng tôi cũng căn cứ vào chương trình kế hoạch trọng tâm của Tổng cục Hải quan, của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng thì đơn vị đã tổ chức triển khai thực hiện rất là có hiệu quả. Và đúng theo cái tiến độ và cái mục đích yêu cầu đề ra. Cái thứ hai là chi cục duy trì các vận hành hiệu quả các cái phần mềm nền tảng của nhiệm vụ của ngành, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị mà đã được trang cấp. Từ đó mà đã nâng cao được cái hiệu quả về cái chất lượng phục vụ khách hàng của cơ quan hải quan đối với cộng đồng doanh nghiệp và người dân kinh doanh có địa bàn. Cái thứ ba là quan tâm đào tạo cái đội ngũ công chức để nâng cao cái chuyên môn nghiệp vụ, của từng vị trí đáp ứng được cái kế hoạch chuyển đổi số của ngành. Cái thứ tư là ngoài ra là chi cục cũng đã tham mưu cho Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng là thành lập và duy trì cái tổ giải quyết vướng mắc tại chi cục, thực hiện cái đầy đủ và giải đáp các vướng mắc của thủ tục hải quan cho doanh nghiệp, cho người dân mà tham gia kinh doanh hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn, và rút ngắn được cái thời gian thông quan kiểm tra hàng hóa và giải phóng hàng hóa được nhanh chóng. Là đơn vị mới tham gia xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Tà Lùng khoảng gần 8 tháng nay, công ty An Thịnh Phát chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa. Quá trình làm thủ tục thông quan hàng hóa của đơn vị này luôn nhanh chóng bởi mọi thủ tục hải quan đều được thực hiện và xử lý trên môi trường điện tử. Nhờ đó hàng hóa đảm bảo không ùn ứ và được thông quan trong ngày. Trong quá trình làm việc tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng, thì về công việc, về thủ tục hành chính, tất cả mọi thứ, thì theo phía doanh nghiệp của tôi, thì tất cả mọi thứ, thông tin thủ tục là bên phía chi cục đã tạo điều kiện và làm việc rất là hiệu quả, nhanh và gọn. Đối với cách thức làm việc so với trước đây thì tất cả mọi thủ tục về thông tin, tất cả mọi thứ thì là làm thủ tục hành chính bằng gọi là thông thường, thì bây giờ hiện tại là về cái chi tiết về bên phía phần mềm hải quan ấy, và tất cả mọi thủ tục làm bằng số ấy, thì là bao giờ nó cũng sẽ là nhanh hơn.
nhưng mà nó rất là thuận tiện cho doanh nghiệp, bởi vì trong quá trình khai báo và tất cả mọi thứ thủ tục thì là sẽ là rất là thuận tiện và nhanh gọn. Đấy, nó sẽ bớt giảm rất là nhiều thủ tục đi. Đấy, thì theo như bên doanh nghiệp phía em, phía tôi thì là nhanh hơn và gọn gàng hơn. Phần mềm thì giảm gọn thủ tục này và nhanh gọn hơn và thuận tiện cho doanh nghiệp làm việc từ xa, giảm cái thời gian để làm thủ tục hơn. Cùng với đó, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh được dự báo có nhiều dấu hiệu tích cực. Đơn vị này đã tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp để trao đổi, nắm bắt tâm tư, khó khăn vướng mắc để tham mưu với các cấp ngành, ban hành một số cơ chế chính sách thu hút, đồng thời tăng cường kỷ luật kỷ cương và cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu và thu hút được doanh nghiệp đầu tư qua địa bàn. Về cải cách hành chính và hiện đại hóa về thủ tục hải quan ấy, thì hải quan toàn ngành hải quan đã triển khai cái hệ thống là thông quan tự động Vinac Visit từ 2014, hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan. Từ đó đến nay thì hoạt động rất là ổn định. Việc mà triển khai hệ thống thông quan tự động ấy, thì doanh nghiệp không phải đến trụ sở cơ quan hải quan nữa và sẽ là ngồi tại nhà và sẽ khai hải quan, mà tất cả các về cơ bản tất cả chứng từ hải quan đều dưới dạng điện tử số hóa. Thì cũng như vậy thì cũng giảm bớt rất nhiều cái thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Và cũng trong cái thời gian gần đây thì cơ quan hải quan cũng triển khai thực hiện nhiều cái phần mềm ứng dụng khác, ví dụ như hệ thống quản lý kho bãi tự động, hệ thống dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thu thuế điện tử 24/7, thì cũng giảm bớt rất nhiều cái thời gian mà chi phí cho doanh nghiệp, mà tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu. Đây là hai trong số các chi cục hải quan cửa khẩu thuộc Cục Hải quan Cao Bằng tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thường xuyên khai thác sử dụng có hiệu quả các chương trình, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin đã được trang bị, sử dụng quản lý máy móc thiết bị đúng quy định, vận hành tốt hệ thống đảm bảo an ninh an toàn mạng. Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, toàn ngành hải quan duy trì thực hiện tốt các nội dung kế hoạch về cải cách thủ tục hành chính, các chi cục kiện toàn tổ giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp, thành lập đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, công khai thủ tục hành chính, các chính sách liên quan đến người dân doanh nghiệp tại địa điểm làm thủ tục hải quan, thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến kịp thời hiệu quả. Đáng chú ý, 100% thủ tục hành chính tại các đơn vị được xử lý thông qua dịch vụ công trực tuyến, xử lý trên 240 hồ sơ với 14 loại thủ tục. Cùng với đó luôn chú trọng hỗ trợ cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, khai hải quan, người nộp thuế, giải đáp kịp thời vướng mắc về thủ tục xuất nhập khẩu. Những nỗ lực cải cách hành chính của ngành hải quan được nhiều doanh nghiệp đánh giá cao. Doanh nghiệp của tôi thì cũng gắn bó cửa khẩu Trà Lĩnh này cũng được khá lâu rồi. Tôi thấy hiện nay thì cái thủ tục mà khai báo điện tử ấy, thì tôi thấy dễ dàng hơn và giúp cho việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuận tiện hơn rất là nhiều so với hồi trước ạ. Hàng hóa sẽ được xuất nhanh hơn so với hồi trước rất là nhiều. Và kể cả hàng hóa nhập từ bên Trung Quốc về Việt Nam cũng rất là nhanh hơn, làm cho cửa khẩu, theo tôi nghĩ là cửa khẩu nếu như khai báo điện tử thì sẽ giúp cho cửa khẩu Trà Lĩnh này ngày càng, Long Bang Trà Lĩnh này ngày càng phát triển nhiều hơn, tiết kiệm được thời gian và công sức nhiều hơn so với trước kia. Bằng những hoạt động cải cách thiết thực nêu trên, Cục Hải quan Cao Bằng đã đạt nhiều thành tích ấn tượng. Cụ thể, 8 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và Bắc Cạn có xu hướng tăng. Theo đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 601,7 triệu USD, tăng khoảng 41% so với cùng kỳ năm 2023. Với những kết quả đạt được, Hải quan Cao Bằng đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư. Hải quan Cao Bằng tiếp tục nỗ lực thực hiện theo kế hoạch phát triển ngành hải quan đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tại quyết định số 628 ngày 20 tháng 5 năm 2022 là lấy cải cách, hiện đại hóa làm cơ sở,
hiện đại hóa mô hình quản lý hải quan làm trọng tâm, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong ngành hải quan làm nền tảng cho phát triển hải quan trong thời kỳ mới. Và kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng đến năm 2025 được Tổng cục Hải quan phê duyệt tại quyết định số 3017 ngày 30 tháng 12 năm 2022. Đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2024, ngành hải quan sẽ thực hiện đo thời gian giải phóng hàng năm 2024, tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị và cho ý kiến về quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, quy hoạch phải cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành trong thời gian qua, nhất là nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời phải theo đúng các quy định của pháp luật, nhất là luật quy hoạch, phù hợp với các quy hoạch chung của quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, không xung đột, mâu thuẫn với nhau, nếu có xung đột, mâu thuẫn, phải điều chỉnh đảm bảo thống nhất. Quy hoạch phải thể hiện rõ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ của cả nước, hướng đến là trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á và châu Á, có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cần khai thác hiệu quả không gian mặt đất, mặt nước, không gian ngầm, không gian vùng trời, tổ chức không gian đô thị, dịch vụ, công nghiệp, nông thôn phù hợp, định hướng những phương thức giao thông hiện đại tương xứng với diện mạo của thành phố toàn cầu trong tương lai. Trong những năm gần đây, thương mại song phương giữa Trung Quốc và Việt Nam phát triển nhanh chóng, hợp tác đầu tư đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Theo Thông tấn xã Việt Nam tại Trung Quốc, thông tin trên được người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ khi trả lời câu hỏi của phóng viên, đề nghị cho biết về tình hình kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam, cũng như giải pháp mà hai nước có thể thực hiện để cải thiện và nâng cao hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại trong thời gian tới, nhân chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa qua. Theo người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông, về thương mại song phương, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Trung Quốc cũng là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông sản Việt Nam. Sầu riêng, thanh long của Việt Nam được rất nhiều người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng. Lượng nhập khẩu mặt hàng này từ Việt Nam chiếm khoảng 1/5 tổng lượng nông sản nhập khẩu từ ASEAN. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã thực hiện trực tiếp chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng tại Bảo hiểm xã hội 43 tỉnh, thành phố. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2024, sẽ thực hiện phương thức chuyển tiền trực tiếp tại 20 tỉnh còn lại. Trong giai đoạn đầu chuyển tiếp việc Cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trực tiếp, có một số vướng mắc về kết nối hệ thống giữa Cơ quan Bảo hiểm xã hội và các ngân hàng, bao gồm ngân hàng nơi cơ quan bảo hiểm xã hội mở tài khoản và ngân hàng nơi người hưởng mở tài khoản. Do đó, một bộ phận người hưởng chưa được nhận tiền chế độ theo lịch chi trả đã được thông báo. Hiện tại, cơ quan bảo hiểm xã hội và các đơn vị có liên quan đang tích cực tập trung phối hợp xử lý để người hưởng nhận được chế độ đầy đủ trong thời gian sớm nhất. Cơ quan bảo hiểm xã hội kính mong người hưởng thông cảm và chia sẻ với ngành trong giai đoạn chuyển đổi theo phương thức chi trả trực tiếp. Trong trường hợp người hưởng đã kê khai đăng ký nhận chưa đúng số tài khoản ngân hàng, dẫn đến chưa nhận được tiền của kỳ chi trả tháng 8 năm 2024, người hưởng thực hiện lập ngay thông báo thay đổi thông tin người nhận theo mẫu số 2 CBH để kê khai lại số tài khoản ngân hàng gửi cơ quan bảo hiểm xã hội, để cơ quan bảo hiểm xã hội có căn cứ chuyển tiền chế độ vào tài khoản cá nhân sớm nhất, đảm bảo quyền lợi người hưởng. Dự báo kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, miền Bắc là khu vực thời tiết đẹp, thuận lợi cho giao thông và các hoạt động du lịch của người dân. Đợt mưa lớn ở miền Bắc sẽ duy trì đến ngày 25 tháng 8, sau đó từ ngày 26 tháng 8 thời tiết tốt lên, mưa giảm và nắng quay trở lại. Xu hướng thời tiết tốt dự báo có thể kéo dài đến dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Cụ thể, miền Bắc có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 đến 34 độ C. Ở miền Trung, khả năng đến kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nắng nóng vẫn xuất hiện trên diện rộng với nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 37 độ C,
có nơi trên 37 độ C. Với dự báo này, người dân có kế hoạch nghỉ lễ ở các điểm du lịch miền Trung nên chuẩn bị các vật dụng chống nắng, chống nóng nhằm đảm bảo sức khỏe. Tây Nguyên, Nam Bộ đang có xu hướng tăng mưa dần khi gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh lên. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trời có mưa dông diện rộng, thời gian mưa tập trung về chiều và tối. Cảnh báo có nơi mưa to kèm theo hiện tượng thời tiết cực đoan là lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ Tây Nguyên khoảng từ 28 đến 31 độ C, còn Nam Bộ từ 31 đến 34 độ C. Gần 108 tỷ USD là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu từ đầu năm đến ngày 15 tháng 8 của 3 nhóm hàng xuất khẩu lớn gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại, linh kiện và máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng. Đây là nội dung chính của mục con số hôm nay. Đóng góp gần 108 tỷ USD doanh thu xuất khẩu trong số này là 3 nhóm hàng top đầu gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại, linh kiện và máy móc, thiết bị dụng cụ và phụ tùng. Trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện dẫn đầu với kim ngạch đạt 42,59 tỷ USD, tăng 9,55 tỷ USD, tương đương tăng 28,9%. Đứng thứ hai là điện thoại và các loại linh kiện đạt 34,8 tỷ USD, tăng 3,48 tỷ USD, tương ứng tăng 11,1%. Máy móc, thiết bị dụng cụ và phụ tùng đứng thứ ba với 30,06 tỷ USD, tăng 5,27 tỷ USD, tương ứng tăng 21,3%. Với hàng loạt doanh nghiệp điện tử lớn đầu tư vào Việt Nam như Samsung, Apple, LG, Intel, ngành công nghiệp điện tử Việt Nam đã trở thành trung tâm sản xuất hàng điện tử lớn của châu Á. Theo Tổng cục Thống kê, ngành công nghiệp điện tử Việt Nam hiện chiếm tỷ trọng 17,8% toàn ngành công nghiệp, chủ yếu là sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học. Thưa quý vị, áp lực cuộc sống khiến chúng ta mệt mỏi và ăn uống cũng ít nhiều ảnh hưởng đến trạng thái này. Một số thay đổi sau đây sẽ giúp tăng cường năng lượng một cách nhanh chóng. Bữa sáng đủ chất hay bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng giàu dinh dưỡng có thể ảnh hưởng rất lớn đến năng lượng và chức năng nhận thức. Hãy chọn các thực phẩm cân bằng giữa carbon hydrate, protein và chất béo lành mạnh như yến mạch với bơ hạnh nhân và quả mọng hoặc bánh mì nướng ngũ cốc nguyên hạt với trứng để đảm bảo giải phóng năng lượng đều đặn và ngăn ngừa tình trạng mệt mỏi thường gặp vào giữa buổi sáng. Những lựa chọn này giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định. Điều này rất quan trọng để có sự tập trung và tinh thần minh mẫn. Để cơ thể có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu hàng ngày về hiệu suất công việc, với tinh thần minh mẫn cũng có thể bổ sung thêm thực phẩm chức năng có chứa vitamin B vào buổi sáng. Ăn vặt thông minh. Mặc dù việc dành ra vài giờ giữa các bữa ăn để hệ tiêu hóa được nghỉ ngơi là rất quan trọng, nhưng nếu bạn thích ăn vặt thì nên lựa chọn những món ăn nhẹ nhàng, giàu protein, chất xơ và chất béo lành mạnh, giúp giải phóng năng lượng đều đặn. Ví dụ như một nắm hạt, sữa chua Hy Lạp với mật ong và hạt chia, hoặc lát táo với bơ đậu phộng. Những món ăn này giúp duy trì mức năng lượng ổn định, khiến bạn tập trung và làm việc hiệu quả. Uống cà phê một cách phù hợp. Caffeine không chỉ giúp tỉnh táo về mặt tinh thần mà còn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động thể chất. Nó giúp giảm mệt mỏi, đặc biệt có lợi khi tập thể dục trong thời gian dài hoặc trước khi tập luyện vất vả. Tuy nhiên không nên uống quá 5 ly cà phê mỗi ngày và không uống bất cứ loại cà phê nào trước khi đi ngủ 6 tiếng.
Kính thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Cao Bằng ngày mới hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.